Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng làm việc tại Thái Nguyên. Báo chí góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở ngành địa phương liên quan của tỉnh. Những năm qua, Thái Nguyên được đánh giá là thị trường tiềm năng trong lĩnh vực phát triển nhà ở, thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Do đó, công tác xây dựng, phê duyệt, công khai kế hoạch phát triển luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt 1.500 ha quỹ đất cho phát triển nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo quỹ đất phù hợp để tổ chức thực hiện các dự án theo quy định. Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày, đoàn công tác của Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản và việc thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay tại một số địa phương, đơn vị và dự án trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương liên quan tích cực phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin cho đoàn kiểm tra. Kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan ra soát, báo cáo Chính phủ, sửa đổi bổ sung luật xây dựng và luật nhà ở phù hợp với thực tế để trình Quốc hội xem xét thông qua. Đây cũng là cơ sở để tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản. Để chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, các địa phương trong tỉnh đang triển khai đánh giá công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Ngày 21 tháng 9, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị điển hình tiên tiến của huyện Đại Từ. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham dự hội nghị điển hình tiên tiến của huyện Phú Bình. Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước đã được các địa phương đổi mới và triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện các phong trào đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tại các địa phương, tạo động lực thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế xã hội. Tình hình phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được biểu dương khen thưởng. Nhân dịp này, các địa phương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và triển khai nhiều nội dung quan trọng khác. Kể từ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2000, đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã trải qua 4 kỳ đại hội. Vâng, mỗi kỳ đại hội thi đua yêu nước là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quyết tâm, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Qua mỗi kỳ đại hội, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng trở nên sôi nổi, đa dạng, thiết thực và gần gũi hơn với đời sống. Là anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 6 năm 2000. Đối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khánh Quắc, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, những ký ức về Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên vẫn vẹn nguyên. Bởi chính từ các phong trào thi đua được phát động, đã phát huy sức mạnh của nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Thi đua là yêu nước, và đã yêu nước thì phải thi đua, đấy là lời căn dặn của Bác. Và chúng tôi nghĩ là toàn dân có trách nhiệm là thực hiện phong trào thi đua, và cái thi đua là hiệu quả rất cao, nó đưa lại cho cái phong trào của nó phát triển rộng khắp. 27 năm gắn bó và công tác tại Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên, ông Lưu Hồng Sâm cảm nhận được mỗi kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đều để lại những dấu ấn riêng. Đặc biệt, đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 năm 2005 là kỳ đại hội để lại cho ông những ấn tượng sâu sắc nhất. Ấn tượng bởi lẽ là chỉ thị 39 cùng với chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đã khẳng định là những cái thành quả to lớn của
cách mạng Việt Nam trong đấu tranh cách mạng, chiến đấu chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Chúng ta đã đánh giá được là ở tỉnh Thái Nguyên là đã tổ chức phong trào thi đua nó có hiệu quả, mà nó bắt đầu đã có những cái chiều rộng và bề sâu. Thế và từ đó cho đến sau này, cho đến bây giờ thì tôi thấy rằng là phong trào thi đua ngày càng phát triển một cách nó vững chắc. Mỗi kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đều là những dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ thi đua, nhân tố mới trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Hiện nay trên bản đồ đầu tư cả nước, Thái Nguyên đang nằm ở một trong những vị trí nổi bật, được xem là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế, chính quyền thân thiện, cởi mở, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi. Thái Nguyên liên tục đứng ở top đầu các tỉnh thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, về chỉ số cải cách hành chính. Song song với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước ngày càng được củng cố. Quyết tâm xóa vùng lõm về tiêm chủng và đẩy mạnh chất lượng giám sát, báo cáo phòng chống dịch kịp thời là hai trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế những tháng cuối năm 2020. Đây là những nội dung chính được đưa ra thảo luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức ngày 21 tháng 9 với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành tại hơn 700 điểm cầu trong cả nước. Tính đến ngày 21 tháng 9, Việt Nam đã 19 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng và đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Công tác phòng chống dịch đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương. Tuy nhiên, dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét với nhiều ổ dịch trên toàn quốc có diễn biến phức tạp và đã ghi nhận nhiều ca tử vong. Bởi vậy, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cơ sở những đánh giá chuyên môn về nguy cơ có thể gây bùng phát dịch, quyết tâm không để dịch chồng dịch và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa việc nâng cao nỗ lực xóa vùng lõm về tiêm chủng. Tại Thái Nguyên, với sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19 đã phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh không có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Công tác tiêm chủng phòng chống các bệnh truyền nhiễm tiếp tục được triển khai tại tất cả các tuyến y tế. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ đầu năm đến nay, các nhà máy thủy điện gặp nhiều khó khăn nên sản lượng thủy điện chỉ đạt hơn 38 tỷ kWh, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trước thực tế này, các nhà máy nhiệt điện đã tập trung nâng công suất, tăng sản lượng điện để bù đắp sản lượng điện thiếu hụt. Tại Thái Nguyên, trong tháng 8, sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 450 triệu kWh, giảm 0,9% so với cùng kỳ. Tính chung trong 8 tháng năm 2020, sản xuất phân phối điện tăng 5,19% so với cùng kỳ. Các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn cũng đang tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất điện năng gắn với bảo vệ môi trường, đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Năm năm Thái Nguyên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là khoảng thời gian cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống được triển khai sâu rộng với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí đã khẳng định sức lan tỏa và thể hiện rõ nét vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền xây dựng Đảng, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy sức mạnh tập thể, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống. Trên tinh thần hưởng ứng tích cực, chủ động triển khai, Báo Thái Nguyên đã nhanh chóng phát động tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ tư Báo Thái Nguyên tổ chức cuộc thi báo chí với chủ đề đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Những cái tác phẩm có giá trị phản ánh đúng, trúng nhiều vấn đề cuộc sống đang đặt ra, được dư luận quan tâm, tạo hiệu ứng xã hội rất là tích cực. Ban biên tập Báo Thái Nguyên đã coi cái việc tham gia của các cái cán bộ phóng viên là một cái tiêu chí đánh giá
thi đua của cán bộ phóng viên hàng tháng, hàng quý và cả năm. Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đã được đăng tải trên các loại hình báo chí của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đặc biệt, mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống phát sóng định kỳ hàng tuần trong chương trình thời sự đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các phóng viên, biên tập viên. Không ít tác phẩm vừa mang tính tuyên truyền, vừa mang tính phản biện, giúp các cấp ủy có thêm thông tin trong việc lãnh đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cho đến nay thì Đài cũng đã thực hiện sản xuất và phát sóng hàng nghìn tin bài về cái chủ đề này. Và việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên vào cuộc sống nói riêng cũng như công tác xây dựng Đảng cũng là một trong những hạng mục rất quan trọng của cái giải báo chí của Đài hàng năm. Và thông qua cái giải báo chí chất lượng cao này thì Đài cũng tuyển chọn được những cái tác phẩm xuất sắc để tham dự cái cuộc thi của tỉnh. 5 năm triển khai cuộc thi, nhóm chủ đề được quan tâm, thông tin tuyên truyền nhiều nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, quá trình triển khai các chương trình, dự án lớn, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Điều quan trọng hơn cả đó là báo chí cũng cần phải phát hiện sớm những cái việc làm chưa được, những cái còn tồn tại, còn vướng mắc để giúp cho cấp ủy và chính quyền địa phương có những cái chỉ đạo sát đúng hơn để thực hiện cho tốt nghị quyết. Chính những tác phẩm mà phản ánh được đời sống xã hội một cách chân thực thì mới thực sự truyền tải được nghị quyết vào cuộc sống cũng như là đưa được cuộc sống vào nghị quyết. Phản ánh đúng và trúng nhiều vấn đề của đời sống, các phóng viên đã đi sâu, bám sát cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa để kịp thời phát hiện, tuyên truyền nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Cuộc thi đã ghi nhận 1.400 tác phẩm ở cả 4 loại hình báo chí đến từ các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện. Có thể khẳng định cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống đã được tổ chức nghiêm túc và thành công tốt đẹp. Qua đó đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Và đó cũng là tiền đề và là động lực để tiếp tục tổ chức các cái cuộc thi báo chí cho những năm tiếp theo. Với sự đa dạng phong phú về chủ đề trên tất cả các lĩnh vực, phủ khắp các địa phương, đơn vị, cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống đã tạo sức lan tỏa, đóng góp hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, thiết thực cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, thi đua lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tiếp tục chương trình thời sự. Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, ngày 21 tháng 9, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực Địa phương tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức làm công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư của tỉnh. Trong thời gian 4 ngày, hơn 400 học viên được hướng dẫn nghiên cứu các chuyên đề về kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, giảng viên cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề phát sinh trong thực tiễn công việc, giúp các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của tỉnh. Tiếp tục chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 9, tại nhà truyền thống tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2019-2020. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương khen thưởng 130 em học sinh tiêu biểu là con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc khối các cơ quan tỉnh, đạt các giải quốc gia, cuộc thi quốc tế, học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp thành phố trong năm học 2019-2020. Đây là hoạt động nhằm biểu dương những tấm gương có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy và Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh. Ngày 21 tháng 9, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở Đồng Hỷ
tổ chức giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các em học sinh đã được hướng dẫn cách sử dụng mũ bảo hiểm, cung cấp kiến thức, nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, kỹ năng, nguyên tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Qua đó giúp các em nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Chuyển sang các thông tin trong nước đáng chú ý. Trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhờ các giải pháp đồng bộ và linh hoạt trong điều hành chính sách, dự báo năm 2020, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương, ước tính ở mức 2% và có thể là 2,5% nếu điều kiện cho phép. Năm 2021, dự báo tăng trưởng đạt khoảng 6,7%. Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8 năm 2020, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng gần 86% so với tháng trước. Lượng xe nhập khẩu trong tháng 8 là gần 8.840 chiếc, trong đó 3 thị trường chính là Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, chiếm tới gần 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Doanh số bán các sản phẩm cà phê Hòa Tan trong quý 2 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thay đổi về xu thế tiêu dùng cũng đã tác động đến việc nhập khẩu hạt cà phê. Những tháng đầu năm nay, Việt Nam là nước xuất khẩu hạt cà phê hàng đầu vào Nhật Bản, với tổng số 67.392 tấn cà phê Robusta, tăng 26% so với cùng kỳ. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu. Khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm chất lượng, cơ quan chức năng sẽ lập tức cho dừng lưu thông và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong nước và quốc tế. Tính đến ngày 21 tháng 9, thế giới đã ghi nhận trên 31 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 964.000 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 22.800.000 người. Tại Việt Nam, đã 19 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Hiện có 24.000 người đang cách ly chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, bệnh nhân số 972 trú tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, sau khi được điều trị khỏi và ra viện vào ngày 1 tháng 9, đã tái dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm 2020 tới các doanh nghiệp du lịch, tuy nhiên vẫn phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người nhập cảnh Việt Nam được đưa vào khu cách ly tập trung. Nếu có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2 thì sẽ được phép di chuyển về nơi lưu trú để tự cách ly. Những diễn biến đáng chú ý trên thế giới. Ngày 21 tháng 9, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tình trạng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng tại châu Âu và Mỹ, cũng như bế tắc trong cuộc thảo luận một gói kích thích kinh tế mới. Indonesia đã đình chỉ các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của công ty PT Putri Indah vào Trung Quốc sau khi phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm. Người dân Anh vi phạm quy định về yêu cầu tự cách ly nếu tiếp xúc với người mắc COVID-19 sẽ phải đối mặt với khoản phạt lên tới 10.000 bảng Anh, tương đương với gần 13.000 đô la Mỹ. Singapore vừa chế tạo robot lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhanh và an toàn hơn so với phương pháp lấy mẫu xét nghiệm dịch mũi bằng tay. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Xin mời chị Hương Liên. Xin cảm ơn anh Trung Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên cũng như các địa phương của tỉnh Thái Nguyên trong ngày 21 tháng 9, trời nhiều mây, không mưa, không khí khá mát mẻ và dễ chịu, nền nhiệt duy trì ở ngưỡng từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rông vài nơi, sau không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây đêm và sáng có mưa rông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo ngày 22 tháng 9, thời tiết tại khu vực Thái Nguyên và các địa phương trong tỉnh duy trì tiết trời tạnh giáo, có thêm gió thổi, giúp không khí thoáng đãng và mát mẻ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Về đêm thì còn cảm thấy se lạnh khi mà nhiệt độ giảm xuống 24 độ. Dự báo trong những ngày tới vẫn có mưa vừa mưa to, thậm chí có những nơi mưa rất to. Các ngày từ 24 đến ngày 26 tháng 9 thì mưa sẽ tập trung chính tại vùng núi với thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Mưa như vậy có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và những nơi trồng rau màu. Vì vậy bà con nên chủ động thu hoạch và có những biện pháp tốt nhất để bảo vệ cây trồng trước diễn biến bất lợi của thời tiết.
Bây giờ, mời quý vị quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chương trình Thời sự. Những thông tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Xóa chi bộ ghép ở địa bàn vùng cao. Sập nhà ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi. Để xóa bỏ thực trạng ghép chi bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn xã Phú Đô, huyện Phú Lương đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân cũng được chú trọng thực hiện nên đã chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Chi bộ xóm Phú Thọ, buổi sinh hoạt chi bộ được diễn ra theo thông lệ. Nhưng kỳ họp tháng 8 này, chi bộ làm thêm một nội dung quan trọng là tiến hành xét đề nghị kết nạp một đảng viên và xét đề nghị cử một quần chúng ưu tú theo học lớp tìm hiểu về đảng. Anh Hoàng Văn Sì là một trong những quần chúng ưu tú được chọn lần này. Biết tin, anh Sì mừng lắm vì sự phấn đấu của mình đã được ghi nhận. Anh cũng mừng hơn vì nếu được đứng trong hàng ngũ của đảng, anh không chỉ tìm hiểu, cống hiến cho đảng nhiều hơn mà còn giúp bà con đồng bào dân tộc Mông của mình hiểu hơn về đảng. Luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì để trở thành một người gương mẫu, một người đảng viên, một người thực sự sống trong đảng. Phú Thọ, Na Sàng là một trong những chi bộ sinh hoạt ghép nhiều năm liền của hai xóm thuộc xã Phú Đô. Năm 2013, sau khi hai xóm thành lập chi bộ riêng, các nội dung nghị quyết ban hành phù hợp hơn với tình hình thực tiễn tại xóm. Đảng viên phát huy hiệu quả việc xây dựng các chương trình hành động. Nếu có xây dựng kết nạp đảng viên thì là có thể không hài hòa. Với công việc thì là làm tương đối khó. Về sau thì kết nạp được đảng viên đủ đảng viên rồi thì là học chi bộ xây dựng nghị quyết rất là nghiêm túc, rất là dễ dàng làm. Các đồng chí đảng viên bây giờ còn trẻ hoặc là già, nhưng già cũng phải cố gắng hết mình. Nhưng đảng viên trẻ là phải cố gắng hết mình hơn nữa để làm sao phải có cái sức lực mà phải đi đầu tàu gương mẫu cho người dân người ta nắm được thì kinh tế mới lên được. Nếu như trước năm 2017, Đảng bộ xã Phú Đô còn 5 chi bộ với 10 xóm sinh hoạt ghép, một số chi bộ hoạt động chưa hiệu quả, thì đến nay xã đã xóa toàn bộ chi bộ sinh hoạt ghép, không có chi bộ hoạt động yếu. Đảng bộ xác định, việc cần làm là nắm bắt cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng. Mỗi thường vụ đảng ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã phải bám, nắm cơ sở, cùng sinh hoạt, cùng tháo gỡ khó khăn của cơ sở, tìm, xây dựng, giúp đỡ quần chúng ưu tú cho đảng. Về sinh hoạt chi bộ, chúng tôi cũng cùng với chi bộ để phân công trực tiếp các đồng chí là đảng viên để phụ trách các chi hội đoàn thể để xây dựng phong trào chi hội. Chi bộ phải thật sự quan tâm đến cái công tác các cái tổ chức đoàn thể, các cái hệ thống chính trị từ ở trong xóm để mà tìm ra nhân tố nhân tài đi duy trì hoạt động và phát triển công tác đảng. Sau khi xóa chi bộ ghép, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tại các chi bộ ở Phú Đô đến với quần chúng nhanh hơn, kịp thời hơn. Đồng thời, đảng viên trong chi bộ, cấp ủy nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Hoạt động của chi bộ, tổ chức hội đoàn thể chặt chẽ, có sự theo dõi sát sao của chi bộ, từ đó hình thức sinh hoạt, hoạt động phong phú, hiệu quả, thu hút quần chúng ưu tú tham gia sinh hoạt, đóng góp xây dựng cho phong trào hội. Hơn nữa, việc xóa chi bộ sinh hoạt ghép còn tránh được tình trạng cục bộ địa phương buông lỏng sự quản lý. Khi phát triển được đảng viên rồi thì chúng tôi làm theo một cái phương pháp nữa, đó là chúng tôi phân công những cái đảng viên ở lân cận về đó để sinh hoạt, sau đó chúng tôi tách chi bộ ra để tạo mỗi xóm có một chi bộ. Xóa chi bộ ghép, không còn chi bộ yếu, vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở của chi bộ được phát huy là tiền đề đưa Phú Đô từ một xã nghèo của huyện Phú Lương, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, không ít xóm của xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, vượt trước nhiều địa phương của huyện, về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc tưởng chừng như cứu cánh cho người tham gia giao thông khi không may xảy ra tai nạn. Song khi cần hỗ trợ từ doanh nghiệp bảo hiểm thì nhiều thủ tục quy định lại ảnh hưởng đến quyền lợi người mua bảo hiểm là thông tin được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mới đây đăng tải trên fanpage của Đài. Ngay sau khi đăng tải, chúng tôi đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ
và ý kiến phản hồi của quý vị khán giả. Theo quy định, người tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe máy phải có 3 loại giấy tờ: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Nếu xảy ra tai nạn làm thiệt hại về người hoặc tài sản, công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường một phần thiệt hại cho chủ phương tiện. Tuy nhiên, thực tế để được hỗ trợ phải có các loại giấy tờ gồm giấy phép lái xe, giấy ra viện, hồ sơ bệnh án, hóa đơn sửa chữa, thay thế phụ tùng phương tiện tại cơ sở mà doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định và phải gửi tới doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn. Chính những quy định trên khiến số vụ đề nghị giải quyết bảo hiểm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tham gia bảo hiểm mà đúng, chi trả chuẩn ấy, thì ai cũng nên là tham gia. Thì mình không mua thì bảo là không chấp hành. Nhưng khi tham gia rồi thì cũng phải xử lý. Hoặc khi xảy ra một cái việc không ai mong muốn đâu. Việc này không ai mong muốn đâu. Mà khi xảy ra rồi thì cũng phải làm thế nào để cho người ta nó có cái niềm tin. Đa phần trong những ý kiến phản hồi của khán giả là nên bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với mô tô, xe máy. Cũng có những ý kiến kiến nghị nên rút bớt những thủ tục rườm rà để người dân có thể nhận được tiền bảo hiểm một cách nhanh nhất. Thực tế, mua bảo hiểm xe máy để cho đủ thủ tục tham gia giao thông chứ về lợi ích hoàn toàn là không có. Đề nghị bỏ quy định mua bảo hiểm đi vì bản thân tôi bị một lần rồi, lấy được tiền của bảo hiểm quá phiền phức mà đi lại quá nhiều lần mệt mỏi lắm. Đã bắt buộc chủ phương tiện tham gia giao thông phải mua bảo hiểm thì cũng nên có quy định bắt buộc rõ ràng cho ngành bảo hiểm, không được gây khó dễ cho người mua bảo hiểm. Thông qua những ý kiến phản hồi góp ý của quý vị khán giả, mong rằng các cơ quan, ban ngành chức năng sẽ có những quy chế phù hợp và thuận lợi hơn cho người dân. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi của quý vị khán giả về các thông tin, vấn đề trong cuộc sống đã được phản ánh. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ truyền hình Thái Nguyên a@gmail.com. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau vụ sập một tòa nhà chung cư ở bang Maharashtra của Ấn Độ vào sáng sớm hôm nay, ngày 21 tháng 9. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra tại một khu chung cư 3 tầng ở thành phố Bhiwandi, cách thành phố Mumbai 38 km. Hiện vẫn còn khoảng 25 người bị chôn vùi trong đống đổ nát, trong khi người dân địa phương đã đưa được khoảng 20 người ra ngoài. Ngày 20 tháng 9, Liban đã tổ chức một buổi hòa nhạc cho các nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut hồi tháng trước. Buổi hòa nhạc được truyền hình trực tiếp và phát trên các nền tảng mạng xã hội, bắt đầu bằng ca khúc Li Beirut do ca sĩ nổi tiếng của Liban, Feirut, trình bày. Ngoài ra, sự kiện này cũng có sự góp mặt của nhiều tiết mục được thực hiện trực tuyến, trong khi ban tổ chức đề nghị người dân thủ đô Beirut thắp nến trên ban công và cửa sổ để tạo nên những hình ảnh đáng nhớ. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2021, các cặp đôi mới kết hôn ở Nhật Bản có thể nhận được khoản trợ cấp tới 600.000 yên, tương đương 5.700 đô la Mỹ. Chính phủ Nhật Bản cho biết, theo chương trình hỗ trợ mới, khoản tiền hỗ trợ này nhằm trang trải tiền thuê nhà và các chi phí khác. Điều kiện để được nhận trợ cấp là cả chồng và vợ đều dưới 40 tuổi tại thời điểm đăng ký kết hôn và tổng thu nhập của hai người dưới 5,4 triệu yên, tăng so với mức hiện tại là 35 tuổi và 4,8 triệu yên để được hỗ trợ 300.000 yên. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 32 quy định nếu được giáo viên cho phép và để phục vụ học tập, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được dùng điện thoại di động và các thiết bị khác trong giờ học. Trước đó, theo thông tư 12 năm 2011, học sinh bị cấm dùng điện thoại di động, máy nghe nhạc trong giờ học dưới mọi hình thức. Vâng, thông tư mới này đã nhận được ý kiến trái chiều từ cả nhà trường lẫn phụ huynh học sinh. Vậy đối với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới sẽ có quy định như thế nào về vấn đề này? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ở Anh vào năm 2001, không trường học nào cấm học sinh sử dụng điện thoại ở trường. Tuy nhiên, đến năm 2007, 50% trường học ban hành quy định cấm hoặc yêu cầu học sinh giao nộp điện thoại trước khi vào học. Và năm 2012, tỷ lệ này lên 98%. Xu hướng này được các nhà nghiên cứu khoa học ủng hộ bởi theo một nghiên cứu, học sinh có kết quả học tập cao hơn khi trường học cấm sử dụng điện thoại trong giờ học. Việc mang và sử dụng điện thoại ở trường học Mỹ không bị cấm theo quy định của chính quyền liên bang với lý do nhiều trường học tin rằng điện thoại sẽ là công cụ hữu hiệu giúp cho việc học tập. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn học sinh sử dụng điện thoại trong giờ không phải để học mà để gửi tin nhắn cũng như đăng các dòng trạng thái lên mạng xã hội. Kể từ năm 2012, toàn bộ học sinh Hàn Quốc bị cấm mang điện thoại đến trường, trừ những trường hợp cụ thể như đi dã ngoại hay hoạt động ngoại khóa ngoài trời.
Quyết định này được đưa ra sau nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng gần 20% giới trẻ Hàn Quốc bị nghiện điện thoại thông minh hoặc mạng Internet. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.